Ngày 19 tháng 3, 872 tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt khai mạc bầu cử trưởng ấp, phó trưởng ấp và thành viên Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cũng đã có mặt rất sớm tại các điểm bỏ phiếu để tham gia bỏ lá phiếu đầu tiên. Rất nhiều cử tri đại diện hộ gia đình cũng có mặt từ sáng sớm tại các điểm bầu cử để dự lễ khai mạc, tranh thủ xem lại tiểu sử các ứng viên và tự tay mình bầu chọn người xứng đáng vào các vị trí trưởng, phó trưởng ấp, khóm và thành viên Ban Thanh tra Nhân dân. Thì theo ý riêng của tôi, danh sách ứng cử lần này thì là những người mà có đủ năng lực để có thể đại diện cho dân ở địa phương để đạo đạt lên cái ý kiến lên cấp trên. Chúng tôi rất tin tưởng những người có trong danh sách. Hôm nay tôi đến đây để mà đi sớm để mà chọn được những người mà tôi vừa ý, tôi đã chấm rồi. Và cũng có nguyện vọng là khi sau khi mà ứng cử đắc cử rồi đó, thì người đó sẽ nhiệt tình và tận tình giúp đỡ mà lo cho người dân. Ghi nhận của phóng viên từ thành thị đến vùng nông thôn, cử tri đại diện hộ gia đình đến điểm bỏ phiếu rất đông, rất sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Tại điểm bỏ phiếu, danh sách ứng cử viên được niêm yết công khai để nhân dân lựa chọn và bỏ phiếu kín. Ban chỉ đạo bầu cử ở các huyện, thị, thành phố gồm đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, huyện, thị, thành phố cũng đã đến kiểm tra tại một số điểm bầu cử tại địa phương. Thì nhìn chung công tác chuẩn bị cho các tổ bầu cử và ban chỉ đạo của xã phường chuẩn bị là các cơ sở điều kiện để chuẩn bị cho cái khai mạc hôm nay là đảm bảo đúng theo quy định. Thì sáng nay tất cả 59 điểm bầu cử của thành phố Vĩnh Long đồng loạt khai mạc lúc là 6:30, bình quân mỗi điểm bầu cử từ là 40 tới 60 là cử tri dự. Có điểm là có một số bà con cử tri là đề nghị là khai mạc sớm hơn khoảng 5 tới 10 phút, cũng trên tinh thần của chỉ đạo của thành ủy, ủy ban nhân thành phố. Còn về tình hình an ninh trật tự trong ngày 18 và ngày sáng hôm nay đó thì đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự. Các điểm bầu cử thì diễn ra là đảm bảo đúng theo quy định. Chính việc thực hiện tốt các bước chuẩn bị đã góp phần để cuộc bầu cử trưởng, phó trưởng ấp và thành viên Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019 diễn ra thuận lợi, an toàn, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng chính quyền ở cơ sở.